Thưa quý vị, thị trường bất động sản hơn một tháng nay đã có chút khả quan hơn khi bắt đầu ghi nhận giao dịch. Theo các doanh nghiệp, đây chủ yếu là các giao dịch của người dân có nhu cầu ở thật, ít dùng đòn bẩy tài chính. Còn ở thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay mua bất động sản vẫn còn khá cao khiến giao dịch bất động sản tiếp tục gặp khó. Từ cuối năm ngoái, doanh nghiệp này hầu như không có giao dịch bất động sản. Đến sau Tết, tình hình mới khả quan hơn chút. Hiện, mỗi tuần, doanh nghiệp thực hiện thành công 3 đến 4 giao dịch. Dù vẫn còn thưa thớt nhưng cũng đã là tích cực trong bối cảnh hiện nay. Thực sự mà nói thì lãi suất còn rất là cao, vẫn rất là cao. Hiện tại đang giao dịch khoảng từ 13 cho đến 15% đối với những cái mà lãi suất mà khách hàng đang phải trả cho các tổ chức tín dụng. Một cái lãi suất mà tôi nghĩ là nó cao gấp rưỡi so với những cái gì mà khách hàng có thể chịu đựng được. Vì cái lãi suất cao đó mà vừa rồi đã có những cái tình trạng mà khách hàng không chịu nổi cái chi trả lãi suất và phải bán cắt lỗ những cái sản phẩm bất động sản của mình. Theo các doanh nghiệp, lãi suất vay bất động sản cao đang tác động kép đến chủ đầu tư và cả người mua nhà. Với người mua, mức lãi vay phổ biến trên 12% hiện nay khiến nhiều người e dè. Còn với chủ đầu tư, tiếp cận vốn ngân hàng đã khó, nay lãi suất vay lại cao khiến chi phí đầu vào tăng lên. Hiện giờ thị trường đang rất bị thiếu cái nguồn cung về sản phẩm mới cũng như là cái nguồn cung sản phẩm ở những nơi mà có nhu cầu thật, nhu cầu cao. Bên cạnh đó thì chi phí sử dụng vốn cao và một số dự án pháp lý lại không có được ra đúng tiến độ. Điều đó nó làm cho cái nguồn vốn và cái tài chính họ càng bị đẩy lên cao nữa. Cho nên là thị trường khó mà cái giá vốn lại cao khiến cho nhu cầu hiện giờ nó khó gặp nhau. Mua ở thực thì là người ta sợ lại vay, của các nhu cầu đầu tư thì người ta sợ là thanh khoản không có, và thậm chí trên thị trường có rất nhiều những dự án hiện tại bây giờ người ta có thể là sẵn sàng bỏ luôn những cái phần đóng phần tiền đầu tiên để bắt đầu người ta tránh được cái rủi ro liên quan đến việc thay đổi cái nhóm nợ của người ta đối với các cái ngân hàng. Và điều này thì nó diễn ra không chỉ một mình thị trường chung cư, thị trường nhà phố mà hầu hết toàn bộ tất cả phân khúc hiện tại bây giờ đang gặp phải tình trạng gọi là ngưỡng về tâm lý. Cuối tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã giảm thêm 0,5% lãi suất điều hành. Ngay sau đó, hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất huy động xuống cao nhất chỉ còn 8,5% thay vì hơn 9% như tháng trước. Với động thái này, các doanh nghiệp bất động sản và cả người mua nhà kỳ vọng lãi suất cho vay ở lĩnh vực này sẽ được giảm trong thời gian tới, giảm áp lực tài chính cũng như tháo gỡ phần nào áp lực tâm lý.